Hồi sáng nay mình chiên bánh chuối cho ông già, mình bỏ cái hộp này thì bây giờ mình lại ông trả cái hộp thì ông lại cho mình bánh tiếp. Các bạn thấy không, người Nhật là như vậy đó, lúc nào cũng vậy, trả cái hộp là cứ cho bánh kẹo bỏ vào hộp hay cái gì đó, chứ không có khi nào mà trả cái hộp không hết trơn. Còn sáu trăm miền cái này giống như rau câu mà đậu đỏ, sai đậu đỏ rồi. Mì sợi sợi lo. Ăn ngoài tao gọi nữa. Ừ, tao gọi. Có rồi. Nè. Mì sợi sợi lo. Sao mấy cái gram ra kẹt? Có lo, y gan nó tệ lắm. Ô cô đã yêu, yêu kỳ nhìn kia sao? Kêu mô nó tạo ra lên nó. Nên mì. こういう漬物は食べられるの？食べられる。食べられるの？何でもいけんねや。すごいな、日本人。日本人でもこれ嫌いという人いる。そうか。なんか？toàn là bánh trà xanh không à các bạn. Cái tiệm này á bán trà xanh nhiều lắm. Mình đang ở cái trạm dừng chân giữa đường đi từ nhà mình đến Kyoto mà mình ghé ở đây nè. Nó bán rau củ quả rồi tùm lum hết mà có bánh kẹo nữa. Cái bọc này có 300 yên à. Bọc này là cái gì vậy ta? Hige. Này là trà xanh. Vì sao có 300 yên nữa? Ngon không ta? Sao rẻ dữ vậy? Cái này cũng 300 yên luôn. Cái này 500 yên. Còn cái này cũng 500 yên. Trà lên cái là cái gì á? Trà Tứ Lộc. Đi xem ở đây nó bán cái gì. Đây là bán kẹo 385 yên. Thường thì là người ta sẽ ghé vô mấy cái này nè, người ta mua quà ta đem về nè. Cái này là cái nan desu ka? Gohan ni fuki to itte sansaku. À. Yaba no. Hai. Ice cream. Good. Ice cream da ro. Matcha no. 高いな。うん、高いね。上手だもん。もうほぼ別趣味になる。370円。あれも高いやろ。はい。レディーボーダー。これいいの。どうも高いな。一本500円。うん。200円ぐらい。ここでお茶、お茶入りも。これ何ですか？これはね、お茶のあれ、ミルク、ジャム。こんなジャム飲む。おいしいですか？お茶のジャム。そうか。本当にこれだよ。おいしいですか？おいしい。高いやろ？高い。平等な。スーパーで売ってない。スーパーで売ってない。ちょっとしか入ってない。いちごジャムやったら200円ぐらい。むっ、むっまむっかさん。ああ。
xem rau thử coi có rẻ không nha. Ok 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 ok. Mê là cặp. Hey. Cũng được. Ta mong có cái hữu hồng xe như một tầm. Ok nè. Dạ sươi. Dạ sươi, dạ sươi. Sao sẽ có đốt phiếu cái nông bà tập hả? Hey. Nhưng mà ổn chí là hả? Ta mong là ổn chí là nông bố ra chí. Ai có bán cây bông súng nè, với lại cây bèo nè. À, có đây. Qua cà rừ, qua cà rừ. Bây giờ nào mưa thế, ịp bay hà rừ vô. Mày tốt nữa. Hay. Cây mộc mộc. Ui, đây là cái cây này. Chứ rồi. Cây cây này là cây lục bình mà 300 yên một cây. Công nhận ở Nhật mà kiếm được cây lục bình là hay luôn á. Thôi xong rồi. Ghé tạm dừng chân, quay chơi thôi.